Xin chào tất cả các bạn yêu thích làm phim hoạt hình. Hôm nay tôi tiếp tục dạy bài số 3 về Crazy Talk Animator. Là một phần mềm mà các bạn đã biết là cái phần mềm này chúng ta xin trên mạng rất là nhiều. Các bạn có thể download ở nhiều nguồn về và cài đặt ra. Những bạn mà chúng ta muốn có những ý tưởng để làm những bộ phim hay thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn chúng ta có một cái đặc biệt mà nó khác kiểu với tất cả các bạn đang sử dụng với phần mềm này. Thường thì mọi người sử dụng phần mềm Crazy Talk Animator thì các bạn hay sử dụng Photoshop và Illustrator để chúng ta thiết kế mẫu. Nhưng hôm nay thì qua một quá trình tôi nghiên cứu thì khi ta vẽ trong Illustrator cái điều khiển về 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 con cọ rất là khó, con bút thì cũng rất là khó và lâu, vất vả và mất thời gian. Thế thì ở đây bài hôm nay mục đích là giúp cho anh em chúng ta có được những cái công cụ tốt nhất để chúng ta có thể sử dụng. Thì tôi sẽ vẫn dùng Photoshop nhưng kết hợp với một phần mềm nữa, đó là phần mềm Tom Bomb Harmony. Đó là hai phần mềm hoạt hình nổi tiếng mà hiện nay trên thế giới dùng. Đặc biệt những phần mềm như phần mềm Tom Bomb Harmony là một Tom Bomb Harmony là một phần mềm phải nói là các hãng hoạt hình Walt Disney rồi CNN thì họ hay dùng trên những tác phẩm phim điện ảnh nổi tiếng. Thì chúng ta mới tập vẽ và chúng ta tập thay đổi nhân vật trong phần mềm Crazy Talk Manager Animator thì chúng ta nhìn thấy là như bài hôm trước ấy, tôi đã nói với các bạn đó là chúng ta lấy mẫu người từ phần mềm cơ bản. Thực ra chúng ta cũng chỉ cần này thôi, với cái bản miễn phí thì chúng ta cần như này. Ví dụ đây tôi muốn thiết kế một người đàn ông. Đây là một người đàn ông. Thì cái mẫu của người đàn ông này ra sao thì các bạn trước tiên là các bạn chọn vào composer, đó là kết cấu của con người này, thì chúng ta nhấp vào đây. Các bạn chú ý nha, những cái phần cảnh phía dưới chúng ta sẽ vẽ sau. Trong Photoshop hoặc trong bất kỳ một phần mềm nào thì chúng ta sẽ kiếm và tìm kiếm cái công cụ tốt nhất để chúng ta vẽ. Thì đây tôi vẽ một người đàn ông thay mẫu. Như hôm trước thì tôi đã nói qua là chúng ta thay áo và thay cúc áo. Thì ta thay bằng Photoshop nó rất là bất tiện. Mà chúng ta sẽ sử dụng kết hợp nhiều phần mềm với nhau. Lần đầu tiên các bạn khởi tạo thì các bạn khởi động vào Photoshop nữa thì nó hơi lâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã mở Photoshop rồi thì nó sẽ load ảnh lên rất là nhanh. Đấy, ví dụ tôi chọn tôi không chọn tách giữa body và header lên mà tôi chọn chung vào một file. Các bạn nhớ là chạy đến lúc này. Lúc này Photoshop đang được khởi động và tôi cũng khởi động phần mềm Tom Bomb Harmony luôn để chúng ta vẽ trong phần mềm vẽ đó kết hợp với phần mềm Photoshop để chúng ta update chỉnh sửa một cách nhanh nhất. Thì đấy là tôi cũng quá trình tôi nghiên cứu là cái gì mà nhanh được thì chúng ta sẽ vẽ. Đây. Thì mẫu được chạy ra. Các bạn nhìn thấy là mẫu của chúng ta được chạy ra với một file Photoshop nguyên trạng của nó. Đó. Thì trong phần layer F7 các bạn ấn ra thì các bạn nhìn thấy là tách ra làm ba cái thư mục cho ba nhóm layer. Nhóm thứ nhất là nhóm xương, nhóm thứ hai là nhóm đầu và xương của đầu, nhóm thứ ba là hình ảnh của toàn bộ nhân vật gồm chân tay vân vân. Thế thì việc mà chúng ta vẽ những nhân vật như là hip. Đấy, chúng thấy toàn bộ cơ thể người hip rồi neck cổ foot. Đấy, chúng ta nhìn thấy chân bàn chân
vân vân, đấy, như là thủ chân vân vân, đấy, thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Thì bộ như thế thì cũng như là bộ trong Tom Bomb Harmony, tôi cũng bật lên để các bạn nhìn thấy. Thì đầu tiên thì chúng ta thấy cái phần timeline đây. Đó. Thì tôi có hai cái ảnh này, tôi xóa hai ảnh này đi. À, tôi cho vào lúc xóa. À, bây giờ tôi sẽ gọi hai cái ảnh đó. Các bạn chú ý nhá. Tôi đây là sự giao thoa kết hợp giữa nhiều phần mềm với nhau để chúng ta tìm ra một cái phần mềm đúng đắn hơn. Ví dụ ở đây tôi chọn một cái mẫu về nhân vật. À, ví dụ cái người này cao so với người kia. Đó. Thì tôi sẽ sử dụng cái người này. Đây, anh này cũng cao tương đối so với cái anh bên trong. Vậy thì tôi sẽ vẽ từng bộ phận một. Đó, tôi chọn timeline nhá. Các bạn chú ý timeline của chúng ta ra này. Máy tính một lúc nó chạy 3 chương trình. Và chúng ta sẽ vẽ bên này nhanh hơn. Phần vẽ bên trong Photoshop. Vẽ trong này nhanh hơn. Đây, timeline của chúng ta đây. Chúng ta bật lên timeline. Thì timeline tôi cho nhỏ xuống một chút. Tôi kéo xuống. Và tôi vẽ từng cái một. Thứ nhất là tôi vẽ hít. Tôi vẽ hít. Và tôi thu nhỏ phần mềm này lại. Tôi vẽ hít. Đó, hít nha. Hít, hít là cái gì? Chính là quần áo, đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ một đồng chí gọi là như là một ông vua đi. Thì các bạn chú ý là trong Tom Bomb Harmony tôi đã dạy các bài trước ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ như pen, bút chì, vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng, hoặc là chúng ta sử dụng như là Polyline, line, nhưng mà tôi thì thích dùng line hơn. Đấy, tôi dùng line hơn. Và tôi bật cái tool property ra. Tool này ra thì tôi để sang bên cạnh để tôi chọn nét. Đấy, các bạn thấy tôi để sang bên cạnh. Tôi chọn nét nét của nó, tôi chọn số 2. Đấy, tôi chọn số 2 là độ dài là cái độ dày của nó là 2. Số 2. Đấy, để tôi vẽ. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cái phần body trước. Body dự trước nha. Tôi vừa vẽ và tôi giữ control. Control để sang Photoshop tôi tinh chỉnh được cái body của nó. Tôi vẽ body. Bạn chú ý là chúng ta dùng cái công cụ này rất là nhanh. Tôi không phải mất công tôi quẹt như bên kia rất là lâu. Bên này tôi cho vào đây. Tôi dùng công cụ Ctrl tôi chỉnh sửa lại một chút. Rồi. Đây là cái áo của anh ấy. Và tôi vẽ thêm một mục này nữa. Tôi vẽ thêm mục. Tôi bắt nhịp vào đây. Này là tôi vẽ bắt nhịp đây. Không? Rồi. Sau đó tôi vẽ thêm một cái đai. Một cái đai.
Các bạn có thể bật cái đường dưới lên, vẽ một cái đài cho anh ấy. Sau đó tôi vẽ thêm một cái quỹ vào đây. Rồi tôi tiếp tục chọn line, tôi vẽ cái phần vạt áo phía dưới. Phần này tôi cũng vẽ thêm cái phần đây xuống, cong lên. Phần này tôi vẽ phần này cong xuống, cong lên. Và bây giờ tôi tô màu cho từng phần. Để tô màu từng phần thì các bạn vào nút dấu cộng, các bạn bật color lên. Các bạn bật color lên, nhớ bật color lên. Thì color các bạn nhìn này, ta tạo nhiều bộ color cho nó. Ví dụ tôi chọn một bộ color mới, tôi cho phần gradient và bên nút đen này tôi chọn một phần màu hồng. Phần này tôi cho màu đó. Đây là phần color mới. Rồi bạn nhìn thấy là new color này. Tôi chọn một cái nữa. Rồi tôi chọn một cái nữa là tôi chọn new color tiếp. Tôi sẽ xếp các bộ màu cho đẹp. Đây tôi cho một màu, đó là màu xanh. Đây tôi cho xanh tím. Và đây cho màu vàng này. Đây một màu khác. Các bạn có thể thêm thêm điểm ở đây được nha. Thêm điểm này. Tôi ok. Bây giờ tôi cho màu. Cho màu ra. Tôi thu nhỏ cái màu này lại. Rồi tôi sẽ tô màu. Tô màu thì tôi dùng công cụ paint. Công cụ paint thì tôi chọn màu. Đấy, các bạn chú ý là chúng ta chọn màu cho nó. Các bạn có thể để sang bên cạnh. Các bạn chọn. Rồi, ta có thể update màu được. Đây là ta đã xong được cái bộ hip. Bạn muốn có vảy cho anh chàng này, các bạn vẫn chọn các bạn có thể tô trang điểm, ví dụ vảy như áo giáp. Đấy, các bạn nhìn thấy là tôi làm rất là nhanh. Photoshop làm lâu lắm, vẽ Photoshop cực lâu. Nhưng mà bạn nào giỏi thì các bạn vẫn vẽ được, đúng không? Tôi không khuyến khích mọi người làm theo tôi, nhưng mà đấy là ý kiến quan điểm của tôi thôi. Còn bạn nào dùng thì các bạn tôi vẫn cứ dùng. Tức là theo trí tưởng tượng của chúng ta nhé. Đây chúng ta vẽ một người lính. Bởi vì trong phim hoạt hình mà chúng ta cứ làm những nhân vật nhờ bằng Cây Talk Harmony thì Animator thì nó thường những nhân vật rất là lùn mà nó không không tự động được. Đó. Tôi thì tôi dùng thạo cả hai phần mềm, cả Tom Bomb Harmony, Tom Bomb Studio, rồi phần mềm như là Cây Talk
hoặc là phần mềm Moho. Moho thì các bạn dùng, tôi chưa dùng cái nào ở trên mình như vậy. Đó. Thì sau đây thì các bạn tô cho anh chàng này những cái màu nhỏ vào đây. Các bạn nhìn thấy áo giáp chuẩn, nhìn trông rất là hiện đại. Bên được bên kia ta cũng làm cho đồng chí này một cái. Sau các bạn có thể bỏ đi những đường đen được, đường màu đen. Đây thì tôi cũng sử dụng các bạn tưởng tượng như Corel đó, mà các bạn vẽ bằng công cụ đây, công cụ zigzag vân vân. Trong công cụ line của nó thì ta cũng có thể uốn được, nhưng trong Photoshop người ta uốn nó lâu lắm, các bạn dùng bút thì các bạn biết đấy, rất là lâu. Để vẽ năng suất lao động thì không thể nhanh được, một bộ phim mình làm hàng tháng trời cũng chẳng xong, thì nó rất là lâu, tốn nhân công. Rất là tốn nhân công. Và tôi định nói video này bằng tiếng Anh, nhưng mà chúng ta thì toàn người Việt thì thôi. Tôi cũng tiếng Anh thì tôi không giỏi lắm, nói ở mức độ là hiểu được. Thì các bạn Tây nào các tôi sẽ dạy video sau để dành cho các bạn Tây. Các bạn Việt Nam chúng ta thì dùng cái này. Các bạn nhớ ủng hộ tôi nhé, bởi vì kênh thì nó sẽ phát triển dần dần. Chúng ta đều là những người sáng tạo lao động, chúng ta các bạn thấy không? Sau đó tôi tô đè lên trước rất là đẹp. Đấy, mẫu này mẫu hip rồi, mẫu mặt vân vân. Ok đấy, còn các bạn thích áo giáp phía dưới có áo giáp thì chúng ta vẽ áo giáp đây. Cái này trong trí tưởng tượng của chúng ta nhé, chúng ta tô trong trí tưởng tượng, chúng ta có thể tô này màu khác đấy, màu này. Trong trí tưởng tượng chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tô với một tác phẩm khác, là ta cũng cho vảy phía dưới nhỉ, cho bạn thì cho vảy phía dưới đẹp hơn đúng không? Vảy áo này là phân biệt cái đường. Ta kéo từ góc. Tôi cũng rất là muốn mọi người cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ. Chúng ta đi học rất nhiều trường đại học nhưng mà kiếm tiền thì chẳng được bao nhiêu. Ví dụ như là tôi mất công 4 năm học đại học sư phạm ngành toán, tôi đi dạy tôi cũng mỏi mệt. Sau đó tôi lại học mất 4 năm, thời gian là tầm 2 năm học nốt thạc sĩ, rồi cuối cùng cái nghề của mình cũng chẳng có một cái triển vọng. Mình làm quan chức thì chẳng được, đảng viên thì mãi chẳng kết nạp được. Thôi thì mình chọn nghề của mình đam mê trong cuộc sống hàng ngày được. Các bạn cố gắng học hành, học tập hai phần mềm, theo dõi các bài tôi dạy thì các bạn có thể làm được những bộ phim hay. Nói chung phim hoạt hình thì nó hay ở các yếu tố sau: thứ nhất là nội dung phim, thứ hai là nhân vật đẹp và hoạt cảnh đẹp, thứ ba là người lồng tiếng, tư là nhiều cái yếu tố gây chú ý trong
phim, thì tôi không có bạn đồng hành, cũng chẳng có ai bên cạnh để mà lồng tiếng cho mình cả. Cho nên là nhiều lúc phim của tôi toàn mang tính chất như là thuyết minh thôi. Đó. Mong mọi người ủng hộ rồi chúng ta cùng tiến bộ. Bên này chúng ta cũng tốt cho tôi. Chúng ta thích để thế thì để mà chúng ta thích thích tô đè lên phao thần cũng được. Các bạn xem bộ phim này cả, xem cái video này của tôi, các bạn sẽ hào hứng hơn, sẽ làm được nhiều thứ hơn cho nhân vật. Đúng các bạn, một bộ áo giáp cho một người quan lính rất là quan trọng. Tôi thì trước rồi tôi cũng lập trình nhiều phần mềm, cả làm website nữa, nhưng rồi cũng chán. Nói chung là không có độ kiên trì, cuối cùng thì mình mình quay về làm phim. Phim thì 3D thì dùng Cinema 4D, Maya, Autodesk Maya, vân vân. Thì chúng ta làm 3D, chúng ta làm những cái đấy, hoặc là MERS, chúng ta làm 3D. Nhưng rồi 3D thì nó lâu, mà đòi hỏi chúng ta phải mô đồ nhân vật rất là cầu kỳ, ngoài ra còn phải bộ da cho nó nữa. Đây, hôm nay tôi cố gắng là làm nhân vật để đưa sang Photoshop một cách đẹp hơn. Các bạn sẽ thấy là cái áo của chúng ta sẽ rất là đẹp, trang hoàng cho nhân vật, đúng không? Giống kiểu như chúng ta tạo phục trang ấy. Đó, chính là tạo phục trang. Một cái máy tính chúng ta nên chạy với tốc độ cao, mua một cái cấu hình cao như là Core i7 trở lên, RAM 8GB đến 16GB, hoặc là Xeon, thì các bạn có thể dùng một Xeon V5. Đấy, thì những cái đấy thì làm tương đối là sướng. Màn hình thì các bạn nên chọn hai màn hình, vì làm hoạt hình chúng ta thường phải chạy với hai màn hình thì nó mới đẹp được, nó mới có thể một màn hình điều khiển. Các bạn thấy là Harmony làm cho chúng ta nhanh hơn Photoshop. Photoshop vẽ lâu lắm, mà vẽ vector thì rất là lâu, chúng ta ngồi ra tỉa mất hàng ngày hàng giờ, rất là lâu, phải nói là rất là buồn. Tất nhiên là họ đưa mẫu sang Photoshop là đẹp rồi, ngay cả Tombow Harmony này mà tôi mà làm trong đây thì cũng rất là zicking nhanh. Đấy, thì bạn nào, anh em nào xem mà yêu thích làm phim hoạt hình thì có thể đăng ký với tôi theo số điện thoại 0984060405 để chúng ta học các khóa làm phim. Chúng ta học được các khóa làm phim này, nhất là các bạn làm loại phim trường thì rất là đẹp tuyệt vời. Chúng ta đã xong một bộ áo giáp. Bây giờ các bạn có thể lựa chọn select, các bạn phóng to lên, dùng F2 à số 2 nhá. Các bạn xóa đi. Đó. Xóa phần đen này cho nó ảnh đá tràng.
Đây là đã xong phần hít. Rồi, bây giờ tôi rồi, các bạn nhìn thấy là đã làm xong cái phần hít, đó là cái áo, giáp. Đấy, bây giờ ta sẽ đưa sang bên bên kia để chúng ta lắp vào. Để lắp vào thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta bật timeline lên. Đây, hít đây, hít đây là hít mà. Đấy, đây là tôi định vẽ toàn bộ nhé, nhưng mà đây tôi vẽ một cái áo đã. Tôi export sang ảnh. Đấy, các bạn chọn ở đây. Các bạn chọn cho tôi phần mẫu. Mẫu, tên nét, mẫu. Tôi gọi là hit. Cái này chúng ta đặt là hit ở đây, tôi nhầm. Trên đây là tôi chọn thư mục, tôi chọn là đấy, các bạn chú ý chọn hit này, không các bạn chọn cho tôi export, chọn Photoshop nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang phần Photoshop. Tôi mở, tôi tắt bên kia đi đã, các bạn thông cảm là tôi chưa tắt cái in mẫu ở dưới. Tôi mới chọn cái áo thôi. Đấy, tôi tắt này đi nhé, các bạn nhớ tắt này đi. Rồi các bạn export sang image layer, các bạn chọn hết. Các bạn mở lại bên này, các bạn mở open, các bạn chọn hết, hit đây. Thế thì cái mẫu của chúng ta lúc này là anh này anh đứng theo chiều nghiêng. Thế thì ta xem ở trong này, ta xem trong này thì ta sẽ thay nhân vật là nhân vật đứng theo chiều, đứng chiều nghiêng, đứng chiều này, tôi đứng chiều này được. Ta chọn lại nhé. Các bạn đợi ra. Chọn này. Ok. Rồi. Bây giờ ta sẽ kéo cái hít này sang đây. Kéo layer này sang. Để hai cái này ra đây nhé. Đó, các bạn kéo hết này.
Bạn nhìn đây nó hơi nhỏ đúng không? Chúng ta sẽ cần chôn tê, kéo cái áo này ra. Ok, enter. Rồi bây giờ các bạn kéo xuống một có tên là hip. Các bạn kéo này, bây giờ mình xuống. Hip. Rồi. Hip này cái chân này chúng ta do cái anh chàng này ấy, thì cái chân này chúng ta sẽ thay sau, thay sau chân. Và cái chân này thì nó sẽ đứng ở sau. Xem nào. Xem. Bây giờ chúng ta thấy cái tay tay này cam này nó xuống đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy là đã xong đúng không? Giờ tôi cho cái hít này. Thay lần từng cái một đúng không? Đấy, tôi ấn Ctrl E xuống. Rồi tôi ghi vào. Thì các bạn sang phía bên này. Các bạn sang bên đây. Nó sẽ update. Các bạn đợi một tí. À còn cái phần chân nữa ta phải cho hiện chân lên đây. Phần phần chân lúc nãy là do chúng ta không bật, chúng ta không bật rồi chúng ta không sao. Phần chân này thì các bạn lại Photoshop nữa đây. Phần chân đây, phần chân hai. Để tôi xem phần chân này. Phần chân của chúng ta lúc nãy là foot, foot là chúng trên đây. Rồi bây giờ ta update lại lần nữa. Đấy.
Ok, bây giờ các bạn đưa ra ngoài. Đấy, các bạn thấy là ta đã thay cho như vậy. À còn cái tay nữa, tay mất đúng không? Tay mất để tôi xem cái tay nó chỗ nào. Đây, ấn next, am đây, am đây, các bạn đưa lên trên đây nhé. Sau này rồi bây giờ các bạn đi vào cho tôi ép vào đây. Rồi các bạn nhìn bên này nhé. Đấy, đấy, chúng ta thiếu mất một cái phần phần A. Sẽ update lại. Đó. Sẽ update bên này. Ăn này. Tao ghi con chuột này. Đây sang bên kia. À lúc nãy là do tôi ấy rồi. Thôi không sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là đã thay trang phục cho nó. Do chúng ta chưa chuyển cái tay lên. Chỗ này phần bị thiếu đấy. Nhưng mà cái áo mà chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta đưa sang bên này vì ta đã quên ta đóng cái này lại thì nó mất kết nối, mất kết nối thì cũng là một cái hay của chúng ta đúng không. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy phần hoạt cảnh. Ê, tôi mở cái này ra, tôi chọn phần animator. Xem đó, ngon chưa, quá tuyệt vời đúng không các bạn. Đó. Đấy các bạn nhìn thấy không, nó sướng thế. Đấy. Ngon lành cành đào đúng không. Đấy. Rất là ngon lành cành đào. Vậy bộ phim phần vẽ này tôi làm đến đây là xong rồi các bạn. Chúng ta sẽ chú ý để chúng ta làm những cái cảnh ngon, hoạt động rất là ngon, thay áo thay quần nhá. Rồi phim đến đây là hết, mong các bạn rất mong tất cả các bạn ủng hộ và chia sẻ cho tôi.